Quế Anh nói gì về Thùy Tiên trong vòng phỏng vấn kín? Ngày 19 tháng 10, Hoa hậu Quế Anh bước vào vòng phỏng vấn kín ở Hoa hậu Hòa bình quốc tế Miss Grand International 2024. Đây được xem là một trong những phần thi quan trọng vì các thí sinh có nhiều cơ hội thể hiện bản lĩnh, quan điểm và sự quyết tâm của mình trước ban giám khảo. Quế Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Thùy Tiên. Khi gặp gỡ ông Nawaz Issagrili, Chủ tịch tổ chức Hoa hậu Hòa bình quốc tế, Quế Anh gửi lời chào bằng tiếng Thái, sau đó giới thiệu về bản thân. Cô còn bày tỏ sự biết ơn khi nhận được tình cảm và sự cổ vũ của fan sắc đẹp Thái Lan. Trước câu hỏi về thành công của Hoa hậu Thùy Tiên từ ông Nawaz, Quế Anh thẳng thắn cho biết, chị Nguyễn Thúc Thùy Tiên là hình mẫu của tôi và tôi thật sự ngưỡng mộ chị ấy. Vì khi chị Tiên tham gia Miss Grand International, chị ấy cũng không nhận được sự ủng hộ của fan sắc đẹp Việt giống như tôi vào lúc ban đầu. Nhưng sau khi chị Thùy Tiên đạt được thành công, người hâm mộ Việt Nam lẫn quốc tế đều thay đổi góc nhìn. Từ đó, tôi nghĩ rằng nếu bạn tin vào bản thân, làm việc chăm chỉ mỗi ngày thì mọi người sẽ nhận ra và ủng hộ bạn. Hiện tại, tôi cũng đang cố gắng hết mình. Ngoài ra, Quế Anh cũng nhấn mạnh cô có thể hát và nhảy, cũng như mong ước trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024, Quế Anh vẫn chưa khiến fan sắc đẹp Việt hài lòng. Phần trả lời của Quế Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp Việt. Nhiều khán giả đánh giá cách xử lý tình huống và ứng xử của người đẹp Quảng Nam còn ấp úng và vẫn chưa thuyết phục. Từ đó, họ lo lắng rằng Quế Anh khó có thể cạnh tranh vị trí cao nhất với những đối thủ dày nặng ký ở cuộc thi năm nay. Trước đó, Quế Anh vào top 20 Best in Swimsuit, trình diễn áo tắm đẹp nhất, và top 14 Grand Voice, tài năng ca hát. Sau vòng phỏng vấn kín, Hoa hậu Quế Anh sẽ tham gia trình diễn trang phục dân tộc vào ngày 20 tháng 10. Đêm bán kết và chung kết dự kiến diễn ra lần lượt vào ngày 22 tháng 10 và 25 tháng 10 tại Thái Lan.